弁当シャドーイング。今日はね、ちょっと今までのとこじゃなくて2番の基礎ベトナムをね、初めてのところちょっとやってみよう。突然だけどね。はい、スタート。バッターね。ジョイ、ジョイ、エムハイ、ニャベセンオダワ。オダンキア、キア、オダンキア、エムキア。あ、ジョイ、ジョイ、エムハイ、ニャベセンオダワ。オダンキア、エムキア。アイオイ、バクシー、タムタン、オダワ。オフォンモア、ワハ、タムバネ。アマン、バクシー、タム、タムタン、オダワ。オフォン、チャウトイダウ、オチュナウ。ở bụng ở bụng à cháu thấy đau ở chỗ nào cháu tay đau ở bụng ạ ở bụng à chị ơi gần công ty mình có gần hiệu thuốc công nào không ty ạ mình hiểu tất nào có đấy em có đấy ở em ngay đằng sau ở công đây ty đằng ấy sau công ty ý chị ơi chị ơi gần công ty gần mình có công hiệu ty thuốc nào mình không ạ có hiểu tất nào không có đấy à em ở có đấy ngay đằng em sau công ở ty ấy ngay đằng sau xin lỗi xin lỗi tôi muốn mở tôi tài khoản ngân muốn hàng mở khoản ngắn nào dạ vâng ạ dạ vâng mời ạ em đi hướng này mời em đi khoản này Xin lỗi, xin lỗi tôi muốn mở tài tôi khoản ngân muốn hàng. mua tài khoản Dạ vâng ạ, dạ mời vâng em ạ đi hướng này. Xin lỗi, xin lỗi tôi muốn làm thẻ tôi muốn ATM. làm thẻ ATM Dạ vâng ạ, dạ vâng anh ạ vui lòng chờ một chút. ai vui lòng chờ một Xin chút lỗi, xin lỗi tôi muốn làm tôi thẻ muốn làm ATM. thêm thẻ Dạ vâng ATM ạ, dạ anh vâng vui ạ lòng chờ một chút. Tôi làm mất tôi thẻ đã mất ATM, thẻ ATM tôi muốn làm lại tôi cái muốn mới. làm lại Vâng, mời anh vâng ngồi. mời anh ngồi Tôi làm mất thẻ ATM. Tôi muốn ATM làm lại tôi cái muốn mới. làm lại Vâng, cảm mời anh ngồi. cái Anh ơi, anh em không ơi nghe rõ anh lắm. không biết rõ lắm Bây giờ em nghe bây rõ giờ chưa? em nghe rõ chưa Anh anh ơi, ơi em không nghe em rõ không lắm. nghe rõ lắm Bây giờ em bây nghe giờ rõ em chưa? nghe rõ chưa Các bạn hiểu bài các chưa? bạn nhiều Chúng em hiểu rồi chúng em ạ. hiểu rồi à Các bạn hiểu các bài bạn chưa? hiểu bài chưa Chúng em hiểu rồi ạ. chúng em hiểu rồi à Này, này mai có bài kiểm mai tra có thì bài lên kiểm đi tra nhá. từng thế Hiểu nhá chưa? học chưa Tôi chết học chưa rồi. Quên tôi mất chết chết rồi chữ. Này, mai này có bài kiểm tra tiếng Anh đi thế nhá. Học chưa? học chưa Tôi chết rồi. tôi chết rồi Quên mất chết chữ. quên môi chết chưa Các bạn còn câu hỏi nào không? Dạ dạ không không ạ. không ạ à. Các bạn còn câu hỏi các nào bạn không? dạ Dạ không không ạ. không à Trang ơi, Trang ơi cậu có tiền cậu lẻ có tiền không? để không Tôi có đấy. tôi Cậu có cần đấy bao nhiêu? cậu cần bao Tôi có nhiêu số 500.000 với. tôi Trang ơi, Trang cậu ơi có tiền lẻ không? Tôi có đấy. tôi Cậu có cần bao đấy nhiêu? Đủ cho tớ 500.000 tôi với. cho tớ 500.000 Bố tối đi đâu đấy ạ? ừ Bố xa nhà ông bố nội. sang nhà Tí bố ông về. nội Bố đi đâu đấy bố ạ? đi đâu đi à ừ Bố xa nhà ông nội. nào Tí nó bố về. đi bố này An ơi, anh trưa ơi nay cậu ăn gì chỗ đấy? này cậu ăn gì Tớ cũng đấy chẳng biết. tớ Nóng cũng quá, chưa chả biết muốn ăn gì. nóng quá chả muốn nên đi An ơi, trưa nay cậu ăn chỗ gì này đấy? cậu ăn gì đấy Tớ cũng chẳng biết. tôi cũng chẳng Nóng dám biết quá, nóng chả muốn quá ăn ý. chả muốn ăn đi Mẹ ơi, mẹ con đi ơi đây. con đi đây Đến nơi thì ừ gọi điện đến về cho đợi mẹ nhá. gọi điện về cho nhé Mẹ ơi, mẹ con ơi đi con đây. đi đây ừ Đến nơi thì gọi điện đến về đợi cho mẹ nhá. hôm hôm qua qua em ngủ em ngon gửi không? ngon không Em có. em khó Em ngủ từ 10 em gửi giờ từ tới mấy tận giờ 6 giờ sáng mới tầm dậy. Ngủ sướng ghê. xong rồi mới Hôm hôm qua qua em ngủ ngon em không? ngửi ngon không Em em có. khó Em ngủ từ 10 em ngửi giờ từ tới 10 tận giờ 6 tới giờ bản sáng tận mới 6 giờ dậy. sáng Ngủ sướng ngửi ghê. xuống thế Em à, em à đi làm chưa? đi làm chưa Nhớ ăn sáng nhớ đấy ăn nha. sáng tại nhà Vâng, vâng em biết em rồi. biết rồi Anh đến công anh ty đến công chưa? ty chưa Em em à, à đi làm chưa? đi làm chưa Nhớ ăn sáng đấy nha. nhớ ăn sáng tại Vâng, nhà em biết rồi. vâng Anh em đến biết công ty rồi chưa? Chị ơi, chị ơi chị đặt bàn chị tối đặt nay chưa bàn ạ? tối nay chưa Chị đặt chị rồi, đặt rồi 7 giờ đúng bây không nhỉ? giờ đúng không nhỉ Chị ơi, chị ơi chị đặt bàn chị tối đặt nay bàn chưa tối ạ? nay chưa Chị đặt chị đặt rồi, rồi 7 giờ đúng bây không nhỉ? giờ đúng không nhỉ Anh ơi, anh ơi cho em một suất cho bún em một chả mang sắp về bún nhá. chả mang đến nhá Ok, đợi ok anh tí nhá. tới ăn thì nha Anh anh ơi, ơi cho em một suất cho em bún một chả sắp mang về bún chả nhá. mang về nha Ok, đợi ok anh tí nhá. tới ăn thì nha Dung ơi, Dung ơi, cậu hiểu bài này cậu không? hiểu bài này Tớ không? đọc mà chả Tớ hiểu đọc gì ngoài ra cả. chỗ cả. Đâu, bài Đâu? nào? Bài nào? Dung ơi, Dung ơi, cậu hiểu bài cậu này hiểu không? bài này không? Tớ đọc mà Tớ chả đang hiểu bảo gì chả cả. hiểu gì cả. Đâu, bài Đâu? nào? Bài nào? Bài nào? Ui, Ôi, phòng chị đẹp phòng chị thế. đẹp thế. Chị thuê bao nhiêu Chị tiền một thêm bao tháng nhiêu này? một tháng này? 4 triệu em 4 ơi. triệu em ơi. Dịch vụ các kiểu cũng Dịch rẻ vụ lắm. các kiểu cũng tệ Ui, lắm.
Chị đẹp À, còn chị đẹp thế. chị thêm Được bao nhiêu khoảng tiền một tháng đây. tháng 4 triệu em ơi. đây? Dịch vụ các bốn kiểu triệu em ơi, cũng dễ lắm. dịch vụ Để các làm kiểu về rẻ lắm. có Nhã sắc gì không? đi làm về có qua Ok, hiệu sách tí em không? Ok, cũng em cũng đang đang muốn mua máy mồm đắt tắc tiếng nhân tầm. tâm. Nhã đi làm về có qua hiệu sách tí Sắc không? thì không? Ok, Ok, em em cũng đang cũng muốn đang mua máy đắt muốn nhân mua tâm. khoác sắc. Cô đơn số có chút tắm mà đã biết là gắm mắt được dân dân đã biết là này. Ôi.